Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài 17 dạy hoạt động hóa học của kim loại. Người ta xây dựng cái dãy này như thế nào? Chúng ta cùng xét 4 thí nghiệm sau nhé. Ở thí nghiệm 1, cho đinh sắt vào ống nghiệm 1 đựng dung dịch CuSO4 và một mẫu dây đồng vào ống nghiệm 2 đựng dung dịch FeSO4. Hình này minh họa khi cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4. Ở ống nghiệm 1, các em sẽ thấy có chất rắn màu đỏ bám bên ngoài đinh sắt. Đồng thời để một thời gian thì màu xanh của dung dịch này sẽ nhạt dần. Và ở ống nghiệm 2 thì không có hiện tượng gì xảy ra. Vậy chúng ta nhận xét ở ống nghiệm 1 thì sắt đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối CuSO4. Ở ống nghiệm 2, đồng không đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối. Vậy ta có thể nói sắt hoạt động hóa học mạnh hơn đồng. Phản ứng xảy ra như sau: Fe đã đẩy Cu ra để tạo FeSO4 và Cu. Vậy ta xếp Fe đứng trước Cu, kim loại hoạt động mạnh để trước, kim loại hoạt động yếu hơn xếp phía sau. Sang thí nghiệm 2, chúng ta cho một mẫu dây đồng vào ống nghiệm 1 đựng dung dịch AgNO3 và mẫu dây bạc vào ống nghiệm 2 đựng dung dịch CuSO4. Ở ống nghiệm 1, có chất rắn màu xám bạc bám vào dây copper Cu. Dung dịch không màu sẽ hóa thành màu xanh. Ở ống nghiệm 2 thì không có hiện tượng gì xảy ra. Vậy chúng ta rút ra được nhận xét gì? Ở ống nghiệm 1, copper đã đẩy được silver Ag ra khỏi dung dịch muối silver nitrate. Ở ống nghiệm 2, silver không đẩy được copper ra khỏi dung dịch muối. Chứng tỏ copper hoạt động hóa học mạnh hơn silver. Phản ứng xảy ra như sau: copper tác dụng silver nitrate sẽ tạo thành copper 2 nitrate và silver. Ta xếp copper đứng trước silver, Cu rồi tới Ag. Vẫn theo nguyên tắc đó, chúng ta tiếp tục tiến hành thí nghiệm 3. Cho iron và copper tác dụng với dung dịch HCl. Hình này là iron tác dụng với dung dịch hydrochloric acid. Còn bên đây là mảnh đồng. Các em thấy không có hiện tượng. Ở ống nghiệm 1, có rất nhiều bọt khí thoát ra. Ở ống nghiệm 2, không có hiện tượng gì xảy ra. Các em có biết bọt khí đó là khí gì không? Chính là khí hydrogen. Vậy chúng ta nhận xét được rằng iron đã đẩy được hydrogen ra khỏi dung dịch acid, còn copper thì không. Phản ứng xảy ra như thế này. Vậy nếu chúng ta so sánh ba nguyên tố iron, hydrogen và copper thì chúng ta sẽ thấy mình xếp Fe đứng trước H, Cu đứng sau H. Sang thí nghiệm 4, cho một mẫu sodium và đinh iron vào cốc 1 và 2 đựng riêng biệt nước cất. Trong nước cất này chúng ta đã thêm vài giọt phenolphthalein để làm chất chỉ thị màu. Quan sát hình chúng ta thấy ở mẫu natri cho vào thì dung dịch sẽ chuyển sang màu hồng. Ở cấp 1, mẫu natri nóng chảy thành giọt tròn chảy trên mặt nước và tan dần, dung dịch hóa hồng. Tại sao dung dịch này hóa hồng? Tại vì nó tạo thành base sodium hydroxide. Ở ống nghiệm 2, ở cái cốc thứ nhì là cái cốc mà cho sắt vào nước thì không có hiện tượng gì xảy ra. Vậy chúng ta rút ra nhận xét, ở cốc 1, sodium phản ứng ngay với nước, sinh ra dung dịch base, nên làm phenolphthalein không màu chuyển sang màu hồng. Phản ứng xảy ra. Vậy chúng ta rút ra được kết luận gì? Sodium thì tác dụng được với nước, nhưng iron thì không tác dụng được với nước. Như vậy thì sodium hoạt động hóa học mạnh hơn iron, Fe. Ta xếp sodium trước iron, NaTFe.
Từ đó chúng ta rút ra kết luận chung dựa vào kết quả của các thí nghiệm 1, 2, 3, 4. Ta có thể sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần. Và nhà hóa học Beketov đã thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau để xếp thành một dãy hoạt động hóa học của kim loại. Và sau đây là dãy hoạt động hóa học của một số kim loại tiêu biểu mà các em còn có thể gọi là dãy Beketov. Chúng ta có một câu nhắc để thuộc dãy này cho dễ. Đó là gì? Câu nhắc như sau. Khi ba các nàng muốn ăn me dốt, cô phái người sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Thế dãy này nó có ý nghĩa như thế nào? Các em cùng tham khảo trong sách giáo khoa nhé. Như chúng ta đã biết, khi xếp dãy này thì kim loại hoạt động mạnh chúng ta xếp trước, kim loại hoạt động yếu hơn chúng ta xếp phía sau. Có nghĩa là trong dãy, mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái sang phải. Ý nghĩa thứ hai, kim loại đứng trước magnesium như là potassium, sodium phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng khí hydrogen. Ý nghĩa thứ ba, kim loại đứng trước hydrogen tác dụng được với dung dịch acid tạo ra khí hydrogen. Và ý nghĩa thứ tư, kim loại không tan trong nước từ magnesium trở về sau sẽ đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Về nhà các em học bài và làm thêm các bài tập 1, 2, 4, trang 54 trong sách giáo khoa nhé. Thầy thân chào các em, chúc tất cả các em học tốt và hẹn gặp các em ở các bài học sau.